Lúc đâu? Con rắn thế này anh ra đây, trông mọi người đến để bắt này, anh không ra bắt. Đúng không? Đúng không? Đúng anh ra, anh còn nhún nhét đuôi mà lúc nó trên em rồi. Vậy nỡ này, nỡ này, nỡ này. Nỡ đây mũi rồi đấy. Nỡ từ đây các bạn. Đấy nha mọi người nhá. Thì là hiện tại là bà lão bà cắt cỏ ở đây, bà gặp một con rắn rất là to luôn mọi người nhá. Thì điện cho anh em mình ra đây bắt. Nỡ từ đây các bạn. Bây giờ đây, khoanh vùng đây ra, khoanh vùng đây ra. Dẫn tới mà nó cắn đấy, nó xuống đấy đấy đấy. Khoanh vùng hết ra. Chắc chắn nó nằm đúng này đúng không anh? Chắc đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đây rồi, cáo này ra, ngươi bỏ im đấy, cáo này ra. Đây rồi. Gạt hết đây ra. Bà anh đến anh còn nhìn thấy đuôi mà nó rút hết được bụi. Đúng rồi, đấy không? Nó cắn cái chân đấy. Rút đấy rồi đấy, mới thấy ra. Rút đấy đấy. Đây này, ngóc ngách cái này, nó rút ngóc ngách cái này đấy. Này, nó có cắn nhỉ? Đây chứ đâu? Đấy, nó cắn. Nó mới ra. Tách ra. Ôi, sao nó chui gãy rồi. Ôi, nó có lỗ à? Lỗ rồi. Nó có lỗ đấy. Này có gãy rồi. Kinh khủng quá. Đây đây, Chiến, banh hết cái này là có khi nó chui nó lỗ nứt này này. Nguy hiểm lắm đấy. Chui làm lỗ nứt lắm mình. Hả? Làm lỗ nứt lắm mình ạ. Thế thì mới cần phải banh cái cỏ ra để mình xem nó có đâu. Anh vừa gặp. Lúc đầu đấy, đấy. Nhưng mà vừa xong anh thấy đây luôn đúng không? Ừ. À, bà ấy, anh thấy anh nhìn đuôi anh sợ anh không dám vô anh điện cho các chú ra đây thôi. Thấy gì không? Ôi, kia, 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 đây, 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 ui, nó ở đây này. Ui, nãy rồi, ui, nó phi ra luôn. Khủng chưa? Anh em mình tính rồi. Ui, 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 này, còn nó nhanh lắm. Nhanh lắm, nhanh nhanh nhá. Ui, giời, nó nào rồi. Động phi lên này, động phi lên chưa anh em? Đấy. Ui, 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 thấy chưa? Nè ấy. Anh em. Ui, 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 nào thẳng luôn đấy. Đâu quá, nó xuống luôn này. Ui. Ui, 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 đâu đúng nhỉ? Kinh nhỉ? Ui, ui, nó nườn kìa. Nườn đuôi ra. Ui, con này khôn nhỉ? Kinh nhỉ? Ghê thật ý. Ui, nó bỏ nhẫn cái lỗ này kìa. Ui, ui, mình nhăn quay, cái nó trườn ra một cái. Quá không quay được tao à? Không, không quay được. Tí đi, tí nó cắn nhỉ? Ừ. Này, cho mọi người xem. Đúng kìa được. Đúng kìa được. Bảnh vừa đưa ấy con múa theo anh luôn kìa. Ừ, múa kìa. À hú hú thằng này hết chứ cả nó chạy ra mày chạy đi à, mày chạy đi đâu. Ui nào thả anh ơi cả nó chi chi lỗ nứt đấy mày cũng bắt nó lại anh ơi bắt cháu em đâu gạt cái chỗ này. Bây giờ thì đeo đâu ạ? Con này nó con người. Con này là con hổ bướm. Hổ bướm à? Đây này. Hổ bướm mà. Đây cho mọi người xem con hổ bướm này. Cái gáy của nó hình con bướm này. Này cái gáy của nó hình đúng con bướm luôn mọi người. Cái bướm này. Con hổ bướm mọi người nhá. Đấy, đây người ta gọi hổ bướm là cái gáy của nó hình cái hoa bướm mọi người nhá. Nhìn thấy giống con bướm chưa? Nó ở giữa nó đen kìa. Kinh nhỉ. Ui giời ơi, cái vằn nó đẹp chưa này. Vằn nó quá đẹp con này. Nó khè khè nhỉ. Giữ nhỉ, con này giữ nhỉ. Đấy, thấy chưa? Này cái lỗ nó ngay tay anh cẩn thận còn có nữa đấy. Chân nó đậm đấy. Con rắn nó còn cá anh giữ nhỉ. Đây này lỗ nó đây này. Ui nó bỏ ôi, được lỗ này ra này. Cái lỗ nứt thì nó ra rồi. Kinh không? Lỗ này. Gảy cho mọi người xem cái lỗ này. Con này nó khôn lắm. Ui giời ơi. Bới hết rồi chứ nào. Uốn đẹp nhỉ. Kinh không? Cái lỗ đớp ấy nó phì chân đấy. Bây giờ nó uốn cái chỗ này. Nó chọn chỗ rồi không? Dạ chết nhờ chân nhờ. Một đống lỗ nứt luôn này. Ừ. Kinh nó phì đúng từ đây phì ra. Nhưng mà thư dám bảo nó phì ra nhỉ. Ừ. Em bới kìa. Nó phì ra cả em chặt hết cả mình. Hoàng luôn đang mải quay em vào đấy em dọn. Ấy thì kìa. Thôi đừng kêu nữa. Bắt nó vào đi. Kiếm cái túi đi. Kiếm cái túi. Cái túi đi. Lấy túi. Cái xe lấy túi. Lấy túi nhá. Đấy, anh lấy cái túi xe ấy. Người nhìn chưa? Kinh khủng không? Mọi người xem được những video này thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ anh em nhá. Đâu đi em? Đây đây, túi này, túi này. Cầm đây, cầm đây. Đi giúp đỡ được người dân nhiều hơn mọi người, ra những cái video ý nghĩa hơn cho mọi người nhá. Và cũng không khuyên cáo mọi người là động vào những con này mọi người. Nguy hiểm lắm. Dữ lắm, thấy không? Cái con này nó không khác gì thằng chết đâu. Nó bẩn đây. Ừ. Chú anh ngủ rồi đấy.
Không phải cầm đít lên chứ. Đấy. Anh chụp thẳng từ trên xuống. Con này nó không khác gì thằng chết, nó biết nó né nha. Xong rồi nghiêng ra. Ui thì mẹ nó né. Đấy mày ơi, thái. Rồi. Bắt rắn nghệ thuật mọi người ạ. Cách bắt rắn rất là mới nhá. Nghệ thuật chứ mọi người. Mọi người nhìn thấy đơn giản. Có đẳng cấp rồi nha mọi người nhá. Đã thu phục xong. Thôi có lẽ video anh em kết thúc ở đây mọi người ạ. Mọi người xem nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ anh em nhé mọi người nhá. Chào mọi người nhá.